xe nhập khẩu nguyên chiếc thương hiệu Đức 7 chỗ cỡ lớn phù hợp với gia đình đông người, doanh nghiệp thường xuyên đi xa. Chúng ta cùng nghe cảm nhận của khách hàng về dòng xe này nha. Cả gia đình anh đi trên cái chiếc xe này trên cuối cùng đường đi Đà Lạt á, thì các thành viên gia đình họ đánh giá như thế nào về chiếc xe này anh? Thực sự thì nhà anh là đang đi sedan, mà từ sedan qua chiếc xe này thì ai cũng happy hết, đặc biệt là bà xã với lại mấy đứa nhóc ở nhà, ai cũng thấy thoải mái, không có cảm giác mà chật chội hay là mệt mỏi hay là say xe. Tại Việt Nam được trang bị rất nhiều công nghệ an toàn, được đính trên xe, tổng chiều dài xe 5m1, rộng 7 chỗ full size, phù hợp với gia đình cỡ lớn. Trả đúng 710 triệu, quý anh chị có thể mang xe về nhà, gọi ngay số hotline bên dưới để được tư vấn miễn phí nha. Xin chào!